Chở hàng trên xe đét á nè, cái mình sẵn rồi mình đem cái lo theo luôn, mình túc coi có con nào cái mình bem nó luôn. Nay Tết mà, để coi có con nào cái mình bem, mình quay cho anh em xem. Một em hai, một em về về về, còn con cu nó kêu nữa. Để mình kiếm nó anh em ơi. Phát hiện một em nữa. Một em. Lại được một em nữa là hai em. Có mồi. Có mồi anh em ơi. Hai em. Sang ơi, Sang ơi. Có mồi. Tiếp tục. Ôi lẻo. Hai ba con mà không chịu ra. Phát hiện một em nữa. Một em nữa là ba em. Vớt nó lên thôi. Lông bay kìa. Ý. Rồi ok. Một em nữa anh em ơi. Một em nữa anh em ơi. Ok, giữa. Giữa con. Tiếp tục. Rồi lọt trắng luôn. Để vô lấy. Một em nữa anh em ơi. Có mồi nữa rồi. Nay đi lên xe đét này, đi nhận bông, nhận hoa trên này nè, đi chở đồ với Sang. Mà thấy cu quá trời luôn em ơi. Tôi mốt phải dạo một chuyến lên đây mới được. Rồi, tiếp tục. Đây, về tới rồi đây. Đã vậy trời. Đây, hai con kia đâu? Đây nè, bỏ bông nè. À, có mồi với Sang. Đây,
đâu con thì không? Ê, coi con này coi con ăn nhắc có ăn rồi hen. Ba cứ vậy cấm nè. Cứ vậy không rồi tắt lần đi tiếp đi tiếp đại con lát qua trên giao hàng có con nào mình làm tiếp anh em nướng luôn. Ok là đi với cây này nha anh em. Đi xe tải bắn chim nha anh em, đứt thun nửa chừng anh em. Giờ đi em có trọng nè, bây giờ phải quấn chơi kiểu này luôn. Hết bài luôn, cái cột giống nặng thun hồi xưa luôn nè. Chơi thôi mình tính bắn vài cái mà không được hai thì hôm qua anh ra giờ hết nửa chừng đứt nửa chừng anh khu trên này bắn quá trời luôn khu quá trời cung tiếp một tiếp giờ là khỏi canh luôn nó méo kệ cha nó ra bắn vài viên lấy đường đạn lại là ok ngoài cái cây sỏ đâu rồi. Thấy nó sai sai sao quá. Cũng là con thun nhưng mà lạ. Lạ lắm, giờ phải canh rồi. Còn mình phải canh. Có bệnh tí gì. Da đứt thì không được sang ơi. Lấy thùng tóc em nè. Thôi được đấy. Này chắc lúc này được mà. Đi nhận hàng
một em đây, vậy thùng cột này anh em. Dạ không ăn. Vậy thùng mới cột đó nè. Chưa quen bán viên đầu, gạch viên sau lụm liền. Chưa bịch, chưa bịch. Em ăn cơm. Anh em nữa. Vô ăn cơm các anh em ơi. Rồi, giờ về tới nhà rồi anh em ơi. 5 giờ mấy rồi. Sang đi giao hàng cho người ta. Mình về nhà nhổ lông trước. Không chịu mà tối rồi. Tới đường vô rồi mình kêu vợ của Sang rước. Dạ, đang đứng bên chờ. Rồi Sang đi giao hàng đi. Tranh thủ nha. Tranh thủ về nghe. Có ăn liền đó. Ok. Thấy gì không? Thấy gì không? Dạ. Chim. Bảy con. 7 con gì vậy? Sao 7 con vậy? Lúc miếng da heo đó kìa. Dạ. Là đứng nhận mấy cái bông giấy là bắn ít xíu à. Chim chảnh nhóc luôn. Nhiều lắm. Rồi giờ anh về nhổ lông. Rồi giá cho ông nó không bán được. Rồi hiện tại về cái mình được 5 con. Không ta, 5 hay 6 ta? 5 con. 5 con. Hiện trên gặm con ở đâu rồi? Trên gặm con kìa. 6 con nè. Sớm tranh thủ đang giao hàng nửa tiếng à, làm được như đây. 5 con rồi lên lên ăn cơm bán được con nữa. Yeah. Ủa ăn cơm nào? Ăn cơm mình sớm chạy xe con. Rồi. Ủa sáng anh đi với nó hả? Ừ. Ủa sáng bắn hả? À giờ mình khè xong là sang giao hàng là sang vừa tới rồi đó, mình nấm than là chắc vừa chín sang vừa tới anh em ơi. Không dài sang thèm dữ lắm rồi. Mình cũng thèm đó. Nó ngon quá. Chảy mỡ rồi. Giờ cũng tối rồi anh em ơi, thôi mình kết thúc video nha anh em. Thì anh em xem có hay cho mình một like, một lượt chia sẻ nha anh em. Cảm ơn anh em nhiều. Nay mình đi với cộng thun này nè. Sớm mình cột trên xe đó. Nhưng mà chiều về tới chiều mình cũng không có bắn được. Chỉ bắn được một con một thôi. Về cũng bỏ chứ đâu ấy. Tại sớm có cu mà mình không có bắn được nhiều. Tại thời gian thì trong vòng có nửa tiếng đồng hồ lên hàng rồi xong xe đi rồi đâu có bắn được nhiều đâu. Ở trên đó cua nhiều lắm. Bữa nào bà báo sẽ lên trên đó làm một cái clip cho anh em xem. Rồi tạm biệt anh em.